Thưa quý vị và các bạn, nghiên cứu quy định chu kỳ kiểm định xe cơ giới theo số km sử dụng để thay thế tiêu chí về thời gian sử dụng phương tiện như hiện nay, cùng với tự động giãn chu kỳ kiểm định xe chở người dưới 9 chỗ không kinh doanh vận tải đang là vấn đề thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận nhưng mà tính khả thi của những đề xuất này đến đâu lại là vấn đề cần xem xét kỹ lưỡng cả về khía cạnh kỹ thuật cũng như là pháp lý nội dung này sẽ được bàn luận rõ hơn trong câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của tiến sĩ phạm hoài trung phó viện trưởng viện chiến lược và phát triển giao thông vận tải bộ giao thông và vận tải và bây giờ xin mời biên tập viên thúy ngọc và vị khách mời bắt đầu câu chuyện thời sự à, vâng trước à, hết xin cảm ơn tiến sĩ phạm hoài trung đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay của chúng tôi ạ Xin kính chào biên tập viên Thúy Ngọc cùng toàn thể thính giả nghe đài buổi sáng hôm nay. À, vâng thưa ông Phạm Hoài Trung ạ, trong cuộc làm việc mới đây về dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới thì Bộ Giao thông Vận tải đã đề xuất chính phủ là cho phép tự động giãn cái chu kỳ kiểm định đối với xe chở người dưới 9 chỗ không kinh doanh vận tải được giãn chu kỳ kiểm định mà không phải đưa xe đến kiểm định lại. À, vậy thì đâu là cơ sở để Bộ Giao thông Vận tải đưa ra cái đề xuất này ạ thưa ông? Ừ, trước hết là dưới góc độ một nhà nghiên cứu, một chuyên gia về thì tôi thấy rằng việc à, cho phép tự động giãn chu kỳ kiểm định đối với xe chở người dưới chín chỗ không kinh doanh vận tải à, và à, các cái quy định mới thì nó tạo thuận lợi rất nhiều cho người dân cũng như doanh nghiệp và tháo gỡ được những cái nút thắt trong thời điểm hiện nay và uh, thứ nhất là về việc giãn uh, chu kỳ kiểm định thì chu kỳ kiểm định theo tôi uh, được biết thì đó là nó tùy thuộc vào cái điều kiện của chất lượng phương tiện cũng như kết cấu hạ tầng và điều kiện thời tiết khí hậu thứ hai là trong những năm qua thì các nhà sản xuất cũng đã nâng cao các cái điều kiện về đảm bảo an toàn giao thông cho phương tiện và chất lượng phương tiện cũng đã có các cái cải thiện đáng kể và thứ ba là trong cái công tác quản lý nhà nước thì chúng ta đã có các cái điều kiện về bảo vệ kỹ thuật môi trường như là cái quy chuẩn 09 năm 2015 của Bộ Giao thông Vận tải. Như vậy thì các điều kiện an toàn của uh, phương tiện được tăng cao. Và thứ tư là điều kiện về kết cấu hạ tầng giao thông thì uh, như các quý thính giả cũng biết là điều kiện về hạ tầng giao thông cũng là một cái quyết định đến cái việc lưu thông một cách thuận lợi và giảm cái 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 hỏng hóc hư hỏng của phương tiện cũng như là nâng cao được cái đảm bảo được cái điều kiện an toàn khi tham gia giao thông. Và một cái điểm nữa là về đối với người sử dụng phương tiện thì hiện nay các chủ phương tiện nói chung thì đã rất quan tâm đến việc duy trì bảo trì các phương tiện. đấy là những cái điều kiện để đảm bảo được chúng ta có thể đưa ra các cái quy định mà mang tính thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi hơn. và một cái đặc điểm nữa là qua nghiên cứu cho thấy là các nước châu Âu cũng như là các nước khu vực châu Á thì chu kỳ kiểm định dài hơn quy định của chúng ta hiện nay. và trong khi các điều kiện của quy định của chúng ta về pháp lý về điều kiện à, hạ tầng cũng đã khá tốt. Do vậy thì chúng ta có thể uh, nghiên cứu và ban hành cái chính sách để hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp và chính sách này tôi cho rằng là có tính thuyết phục rất cao. À, vâng, chúng ta cũng được biết là hiện nay thì uh, theo thống kê thì số xe cá nhân dưới chín chỗ không kinh doanh vận tải đến hạn đăng kiểm lên tới 33 đến 43% trên tổng số các phương tiện đến hạn phải đăng kiểm. Vậy nếu cái số lượng xe này được tự động giãn cho kỳ kiểm định thì sẽ mang lại cái lợi gì ạ? cho các chủ xe cũng như là cho xã hội ạ thưa theo tôi thì uh, đây là một cái lợi ích đáng kể đối với cả chủ xe đặc biệt là những cái người sử dụng phương tiện cá nhân kinh doanh uh, uh, dưới chín chỗ thì uh, các cái loại phương tiện này chủ yếu là do cá nhân phục vụ cho mục đích đi lại do đó sẽ giảm tải được cho cái việc hệ thống đăng kiểm của chúng ta uh, trong thời điểm hiện nay. Và thứ hai là tiết kiệm được thời gian và bớt phiền hà cho người dân và doanh nghiệp khi mà thực hiện các cái thủ tục đăng kiểm theo quy định của pháp luật. Nhìn chung thì đối với cả việc mà chúng ta đưa ra các quy định mà vẫn đảm bảo các điều kiện an toàn mà giãn được ứng dụng công nghệ để mà cho người dân, doanh nghiệp được thuận lợi hơn thì tôi tin rằng xã hội và người dân, doanh nghiệp đều ủng hộ theo hướng tích cực vâng à, những cái phân tích của ông cho thấy những cái lợi ích của cái việc giãn đăng kiểm thời hạn đăng kiểm với xe chín chỗ và đó là lý do mà cái đề xuất này đang nhận được cái sự ủng hộ và đồng tình của đông đảo người dân cũng như các chủ doanh nghiệp đúng không ạ và chúng ta cũng biết là mặc dù bộ giao thông vận tải và cục đăng kiểm Việt Nam cũng như các đơn vị liên quan thời gian qua đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu tình trạng ùn tắc trong hoạt động đăng kiểm thế nhưng mà nguy cơ ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm hiện nay thì vẫn được đánh giá là hiện hữu thưa quý vị và các bạn À, hiện nay thì cái đề xuất giãn chu kỳ đăng kiểm với xe cá nhân dưới 9 chỗ đang nhận được nhiều sự đồng tình và ủng hộ của dư luận xã hội à, bởi với cái tỷ lệ đạt kiểm định lần 1 lên tới 90% như chúng ta vừa lắng nghe trong cái phần thông tin vừa rồi thì nhiều người cho rằng là không cần thiết phải kiểm định lại xe trước khi giãn chu kỳ mà vẫn đảm bảo an toàn. Và trong khi đó thì như ông Phạm Hoài Trung đã đề cập ạ, thì nếu như nó nhóm xe này được giãn chu kỳ kiểm định thì sẽ tạo điều kiện để cho các trung tâm đăng kiểm à, xếp chỗ cho các loại xe khác như là xe tải hay là xe chở khách. Thế nhưng mà theo ông thì để có thể sớm triển khai cái đề xuất này thì cần phải có sự chuẩn bị như thế nào về mặt kỹ thuật cũng như là thủ tục pháp lý à, nhất là khi thời hạn kiểm định với xe cá nhân dưới chính chỗ không kinh doanh vận tải đã được quy định trong thông tư 02 ban hành chưa lâu ạ. À, tôi cho rằng là trước hết là cái đề xuất giãn đăng kiểm thì trong lần này nhận được rất nhiều sự quan tâm và độ ủng hộ đồng tình của dư luận xã hội đây là vấn à. đề chúng ta thấy rằng là à, xã hội cũng đã có ủng hộ theo cái hướng tích cực đối với cái việc tạo thuận lợi cho việc đăng kiểm đối với phương tiện cá nhân dưới chín chỗ để chúng ta có thể à, là thực hiện tốt hơn đối với cái việc đăng kiểm đối với các phương tiện khác như là các cái phương tiện mà à, kinh doanh Thế thì để triển khai sớm được cái đề xuất này trong khi cái thông tư đồng thời chúng ta vẫn đang thực hiện theo thông tư 02 thì theo tôi cần chuẩn bị thêm một số các cái nội dung như sau. Thứ nhất là về mặt kỹ thuật thì chúng ta cũng cần nghiên cứu để ứng dụng cái công nghệ thông tin bằng các cái phần mềm đấy, và để có thể cho phép là tự động giãn chu kỳ đăng kiểm nhằm tạo thuận lợi cho người dân và người dân có thể đăng ký tra cứu hoặc là uh, là truy cập một cách dễ dàng. Cái thứ hai là cái triển khai đăng ký lịch kiểm định bằng cái phần mềm xử lý kỹ thuật và cái phần mềm này thì uh, có thể là cho phép một phương tiện thì đăng ký được ở nhiều các cái trung tâm đăng kiểm cũng như là một người có thể đăng ký được nhiều các cái phương tiện như vậy thì có thể tránh được các cái hiện tượng chúng ta trước đây vẫn quan ngại đó là các hiện tượng tiêu cực và chúng ta sẽ hạn chế tối thiểu cái việc thực hiện bằng bằng thủ công Đấy, và tạo thuận lợi cho người dân trong cái quá trình mà uh, thực hiện các cái khai báo đối với thủ tục hành chính về việc đăng kiểm và thứ ba thì chúng ta cũng nên là lập các cái khu vực riêng để cấp các cái tem kiểm định cho phương tiện được giãn chu kỳ kiểm định như vậy thì uh, các cái việc mà uh, xử lý về mặt kỹ thuật uh, chúng ta cũng có thể thiết lập được đảm bảo các điều kiện mà quản lý nhà nước và thứ tư nữa theo tôi ý, thì cái việc chia sẻ dữ liệu để có thể quản lý và kiểm tra giám sát được giữa cơ quan đăng kiểm trung tâm bảo dưỡng sửa chữa cơ quan công an và cơ quan bảo hiểm có thể chia sẻ dữ liệu và quản lý dữ liệu một cách có hiệu quả. Thì về mặt kỹ thuật là chúng ta làm như vậy thì cũng sẽ đảm bảo được. Còn về thủ tục pháp lý thì cái việc nghiên cứu để sửa đổi thông tư 16 năm 2021 và thông tư 02 trong đó có quy định một số nội dung tự động đăng ký đăng kiểm đối với xe mới và xe giãn chu kỳ kiểm định cũng cần phải được bổ sung để đảm bảo hoàn thiện cái khung pháp lý. Vâng, nhưng ông đề cập là có hai cái yếu tố là về kỹ thuật và pháp lý. Chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị nếu như mà muốn giãn đăng kiểm cho đối với các loại xe dưới à, trên chỗ không kinh doanh. À, thế nhưng mà nếu trong cái điều kiện thuận lợi nhất có thể thì để chuẩn bị cả hai cái yếu tố này thì chúng ta sẽ mất khoảng bao lâu ạ? Cái này về mặt thời gian thì ừ. tôi nghĩ là định lượng nó ra thì ừ. cũng hơi khó. Tuy nhiên thì chúng ta tôi nghĩ là với cái khả năng công nghệ như hiện nay và cái việc mà thực hiện nhanh chóng các cái việc chúng ta cải cách hành chính trong cái việc là xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thì tôi nghĩ là cũng rất là nhanh và đáp ứng được cái kỳ vọng của người dân cũng như doanh nghiệp trong thời gian tới À, vâng thưa ông đề xuất giãn chu kỳ đăng kiểm cho xe dưới 9 chỗ không kinh doanh vận tải thì sẽ góp phần giảm ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm hiện nay vậy theo ông thì nên nhìn nhận đây là một cái giải pháp mang tính tình thế khi các trung tâm đăng kiểm đang quá tải do xử lý các vấn đề nội bộ hay là chúng ta có thể áp dụng về lâu dài ạ à, trước hết thì theo tôi việc đề xuất giãn chu kỳ đăng kiểm xe dưới 9 chỗ không kinh doanh vận tải không chỉ góp phần giảm ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm hiện nay mà còn là một cái chủ trương đúng và chúng vấn đề trong cái thời điểm khoa học công nghệ hiện nay và uh, nó phù hợp với xu thế chung của thế giới uh, do đó dưới góc nhìn chuyên gia thì tôi cho rằng là đây là một chủ chủ trương đúng đắn và hợp lòng dân và phù hợp với sự phát triển và cũng như là được xã hội rất quan tâm uh, việc giãn chu kỳ đăng kiểm không có nghĩa là các phương tiện giao thông kém an toàn chúng ta phải khẳng định là cái việc này là chúng ta có cơ sở khoa học và đảm bảo được là các cái điều kiện về mặt kỹ thuật và giảm được các cái phiền hà cho người dân và doanh nghiệp và à, tuy nhiên về mặt lâu dài thì để có cơ sở cao hơn, có tính thuyết phục cao hơn thì chúng ta cũng cần có một thời gian để kiểm chứng cũng như đánh giá và tiếp tục đề xuất mang tính dài hạn để có thể là à, ngày càng cải thiện tốt hơn cái môi trường phục vụ cho đảm bảo các điều kiện an toàn cho phương tiện tham gia giao thông nhưng cũng là góp phần là tháo gỡ các cái khó khăn vướng mắc trong cái quá trình thực thi và nghĩa là đó là một cái định hướng đúng nhưng mà chúng ta cũng cần có một sự chuẩn bị kỹ lưỡng đúng không ạ vâng, à, vâng thưa ông à, qua số điện thoại của chương trình thì chúng tôi cũng đã nhận được ý kiến một thính giả gọi điện về cho chương trình và muốn chia sẻ quan điểm về vấn đề này xin mời bộ phận kỹ thuật ạ à? tôi là nguyễn công đức ở xã Hòa nhai huyện hòa vang thành phố đà nẵng bộ vô xong mà đưa ra cái xóm kiến này thì rất là phù hợp với cho nhiều cái gia đình mà họ sắm xe, để họ đi cái thời gian có ích kìa à. so với những cái xe mà họ kinh doanh đó, thành thử cho đây tôi thấy đây là một cái xóm kiến rất có lợi cho uh, những cái người họ sắm xe để họ đi uh, cái thời gian ngắn vâng qua ý kiến vừa rồi có thể thấy là cái đề xuất này đang đang rất là được chờ đợi để có thể chúng ta sớm ừ. triển khai trên thực tế đúng không ạ à, vâng thưa ông à, cùng với giãn chu kỳ đăng kiểm cho xe dưới 9 chỗ không kinh doanh thì à, một vấn đề khác cũng đang thu hút sự quan tâm của dư luận hiện nay đó là cái yêu cầu về việc à, nghiên cứu chu kỳ kiểm định xe theo số km thay cho tiêu chí thời gian sử dụng à, vậy thì hiện nay cái việc kiểm định xe theo km được các nước trên thế giới áp dụng như thế nào thưa ông ờ uh, tôi cho rằng là uh, chúng ta đang tiếp cận phù hợp với cái xu thế của thế giới ngay từ lúc uh, đầu trao đổi uh, cái việc mà nghiên cứu theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về nghiên cứu số um, chu kỳ kiểm định theo số km thay cho tiêu chí thời gian như hiện nay cũng là một vấn đề rất cần được quan tâm nghiên cứu một cách cụ thể và qua tìm hiểu chưa đầy đủ thì tôi thấy rằng là à, ở các nước châu Âu như Anh Pháp Đức hoặc là các nước như Mỹ Canada ấy thì hiện nay vẫn quy định một cái chu kỳ à, kiểm định theo thời gian nhưng họ đã gắn thêm tiêu chí bằng số km chạy xe. Như vậy cho thấy rằng là cái điều kiện để xác định cái chu kỳ đăng kiểm theo số km là các quốc gia cũng đang có hướng chuyển từ thời gian sang theo dõi qua số km và trong điều kiện hiện nay với khoa học công nghệ phát triển thì chúng ta có thể đủ cái điều kiện để giám sát về số km hành trình không như trước đây vì tất cả các xe đều có các cái thiết bị công nghệ gắn trên À, trước đây thì cái việc xác định cái số km thì thường là bị gian lận hoặc bị các cái chủ xe thay đổi tuy nhiên thì với công nghệ hiện nay chúng ta hoàn toàn có thể nghiên cứu một cái hướng đó là xác định số uh, km theo tiêu chí uh, chu kỳ đăng kiểm theo số km và uh, các cái như là ở uh, cái các cái quy định về hoạt động vận tải của châu âu quy định thì chu kỳ kiểm định xe đã họ đã có quy định là đối với xe mà đi được quãng đường khoảng trên 160.000 km điều kiện nào đến trước thì sẽ thực hiện. Đây là một trong những cái gợi mở rất là quan trọng để 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 chúng ta có thể thực hiện và khi mà thực hiện cái yêu cầu của Phó Thủ tướng Chính phủ thì tôi nghĩ rằng là nó có rất nhiều các cái khả thi để đưa vào cuộc sống. À, mặt khác thì trong uh, trong trong hoạt động của phương tiện thì chúng ta xác định hai cái yếu tố quan trọng nhất đó là số km chạy xe thì uh, tức là xác định đến các cái cường độ mài mòn hao mòn các chi tiết trong hoạt động khai thác. Thứ hai là các cái hao mòn vô hình thì khi xác định được cái hao mòn của xe thì mọi người thường là uh, sẽ uh, có cái uh, quan niệm là sẽ cho xe um, cho rằng xe chạy nhiều hơn thì sẽ hư hỏng nhiều hơn hao mòn ít hơn sẽ giúp cho ô tô duy trì trạng thái được hoạt động tốt. Thực tế về mặt kỹ thuật thì xe chạy càng ít thì có khi lại vẫn càng nhanh hỏng nên cái này chúng ta cũng uh, bởi thế khi có các cái thiết bị khi mà vận hành chân chu ấy thì chúng ta có thể là uh, xe sẽ đảm bảo được À, an toàn hơn vậy thì với các cái lập luận trên thì các nước trên thế giới cũng cho rằng là cái việc tính theo số km gắn với cái điều kiện bảo hành bảo dưỡng phương tiện một cách đồng bộ thì sẽ có thể thực hiện được tốt vâng ạ à, cái ý tưởng kiểm định xe theo số km thay cho thời gian sử dụng thì hiện nay nhận được cũng nhiều ý kiến khác nhau à, ủng hộ cũng có mà băn khoăn cũng có bởi vì nó một cái vấn đề khá là mới với chúng ta đúng không ạ à, xin mời ông phạm hoài trung và quý vị thính giả cùng lắng nghe một số ý kiến của những người sử dụng ô tô mà chúng tôi đã ghi nhận được ạ theo tôi thì việc kiểm định theo số km với xe cá nhân thì rất là hợp lý vì có những xe đi rất là ít. Một tháng trung bình người ta chỉ đi khoảng 1000 cây thì lên áp dụng vào phương pháp ý. Còn với những xe kinh doanh vận tải thì đương nhiên là kiểm định sẽ phải nghiêm ngặt hơn để cho phù hợp với vận tải hành khách. Tôi thấy là cái việc này nó không đổ đồng giữa cái người kinh doanh vận tải và cái người không phải kinh doanh vận tải ấy và không đổ đồng giữa người mà một năm có thể đi đến chục vạn người có thể đi một năm chỉ có một hai vạn km thôi và nó giúp cho cái người chủ xe họ chủ động về thời gian đi đăng kiểm hơn còn về cái mặt mà không khả thi thì tôi thấy là đơn vị đăng kiểm có cách nào để xác định chính xác không như gara ô tô cũng bán xe cũ rồi trước khi bán họ cũng tua lại km vậy thì cái người sử dụng sau thì họ xác định thế nào để họ đi kiểm định cho nó chính xác À, vâng thưa ông phạm hoài trung ạ có thể là thấy các ý kiến khá thống nhất về cái việc là không đánh đồng thời hạn đăng kiểm giữa xe kinh doanh và xe cá nhân à, giữa xe sử dụng nhiều và xe sử dụng ít tuy nhiên thì nhiều người vẫn băn khoăn về cái tính chính xác trong xác định số km xe chạy vậy thì ở góc độ một nhà nghiên cứu chính sách thì ông có quan điểm như thế nào về vấn đề này và xét về mặt quản lý thì cái việc kiểm định số km thay cho thời gian sử dụng thì à, có thể gặp những cái trở ngại gì ạ thưa ông à, như tôi đã trình bày ở trên thì với trước uh, những cái thay đổi những cái chủ trương mới thì cái việc mà uh, chúng ta có các cái suy nghĩ băn khoăn hoặc là có những cái uh, đề xuất mà uh, khác nhau là chuyện cũng hết sức bình thường Đấy, tuy nhiên thì tôi cho rằng là về mặt lý thuyết thì chúng ta cần uh, việc xác định số km trong các cái phương tiện thì chúng ta cũng nên có cái lộ trình để chúng ta chuyển đổi và ứng dụng cái công nghệ hợp lý cho cái việc theo dõi phương tiện ví dụ như là lắp các cái thiết bị hoặc là à, là là chúng ta có các cái giám sát chặt chẽ các cái chế tài chặt chẽ hơn còn bản thân hiện nay thì đúng là rất nhiều các loại phương tiện cũ cái việc mà xác định số km để à, thực hiện đăng kiểm là cũng khá khó khăn và à, chúng ta nên làm có thể giai đoạn đầu nên làm song song hai cái điều kiện điều kiện nào đến trước thì chúng ta thực hiện và ừ. thứ hai song song với đó thì chúng ta nâng cao cái điều kiện về mặt kỹ thuật công nghệ để chúng ta có thể thực hiện giám sát bằng cách là pha, lắp các cái thiết bị giám sát đối với xe kinh doanh thì khá dễ tuy nhiên đối với các xe mà người dân sử dụng thì nó lẫn giữa xe các cái thế hệ các cái đời xe khác nhau thì chúng ta cũng nên có cái lộ trình và nên có các cái điều kiện làm thực hiện song song là số km và thời gian trong thời gian đầu để đánh giá và phân tích làm sao để có thể thực hiện tốt nhất cái chỉ đạo của chính phủ cũng như là chúng ta phù hợp với cái uh, xu thế chung của các nước trên thế giới. Uh, thứ hai, nữa là theo xu thế của thế giới thì một số nước thì vẫn áp dụng cái điều kiện đăng kiểm theo thời gian do đó cái việc mà chúng ta áp dụng song song cái chu kỳ kiểm định theo km cũng là phù hợp đối với cả cái xu thế của thế giới và sau cái quá trình đó thì chúng ta sẽ có các cái chính sách để chặt chẽ hơn để quản lý được cái số km và khi nào chúng ta làm tốt được các việc đó thì chúng ta sẽ thực hiện đăng kiểm chu kỳ đăng kiểm theo km lúc đấy thì chúng ta vừa là chặt chẽ trong công tác quản lý nhà nước và thứ hai là chúng ta cũng thực hiện tốt được cái việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trong quản lý và tạo thuận lợi cho người dân cũng như doanh nghiệp trong cái việc thực hiện cái chu kỳ đăng kiểm của đối với phương tiện cơ giới đường bộ thế là xét về mặt quản lý thì chúng ta cũng sẽ không gặp quá nhiều trở ngại đúng không ạ vâng theo tôi thì đối với các phương tiện mà mới thì và sau hiện đại sau này thì chúng ta có thể thực hiện được khá tốt tuy nhiên thì cũng phải lường được các cái vấn đề là gian lận trong cái việc mà quay lại cái số công tơ mét hoặc là đúng điều chỉnh bằng can thiệp đối với cả các cái phần mềm để mà phản ánh sai được cái số km mà thực hiện chu kỳ đăng kiểm đấy thì cái đấy là chúng ta cũng cần phải lưu ý để à. có các cái chế tài cũng như là có các cái giám sát chặt chẽ trong quá trình thực hiện. Và cái câu chuyện này thì có lẽ nó sẽ liên quan rất nhiều đến cái vấn đề ý thức của người dân tham gia trong cái công công, công tác này đúng đó. Vâng, tôi cho rằng là cái sự uh, hợp tác của người sử dụng, người chủ phương tiện đối với à. cả các cơ quan thì nó được giám sát bởi rất nhiều hệ thống và cái ý thức của người chủ phương tiện cũng rất quan trọng trong việc thực hiện các cái quan điểm, các cái chủ trương của nhà nước. À, vâng, thưa ông, à, cái chu kỳ đăng kiểm thì chỉ là một trong rất là nhiều nội dung đang được dư luận quan tâm trong quá trình đồng hộ hóa cái văn bản để mà sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 139 về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới. Vậy thì xét một cách tổng thể. Ấy. Theo ông, cái việc bổ sung nghị định số 139 cần tập trung giải quyết những cái vấn đề lớn nào ạ? À, theo tôi thì à, bản thân chính phủ cũng đã rất quan tâm và chỉ đạo để à, họp rất nhiều cuộc họp, cũng như bộ giao thông vận tải cũng đã à, rất là nỗ lực và rất là tập trung trong việc nghiên cứu để sửa đổi cái nghị định 139 và coi đây là một trong những nhiệm vụ rất là quan trọng đối với cả giai đoạn trước mắt và lâu dài. Thì trong đó thì về nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước thì nghị định đã làm dự thảo nghị định mới cũng đã đang nghiên cứu theo hướng là thể hiện rõ ràng và tách bạch chức năng quản lý nhà nước với chức năng cung cấp dịch vụ đăng kiểm ô tô và thực hiện theo đúng cái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo số 3239 ngày 8 tháng 5 20, năm 2023 của văn phòng chính phủ. Thứ hai là thực hiện phân cấp cho các địa phương đủ năng lực trong quản lý nhà nước đối với công tác kiểm định và nghiên cứu phương án phân cấp cho địa phương quản lý công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm chuẩn và à, các à, phát triển cái mạng lưới kiểm chuẩn theo quy định và nghị um, định sửa theo hướng nên sửa theo hướng là bộ giao thông vận tải là cơ quan giúp chính phủ thủ tướng chính phủ thống nhất hoạt động đăng kiểm kiểm định và đảm bảo mọi phương tiện khi tham gia giao thông thì phải tuyệt đối an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường về nội dung thứ hai à, cần tập trung đó là nội dung về tăng cường nhân lực cơ sở vật chất đối với lĩnh vực đăng kiểm thì à, cần à, tăng cường trong quá trình vừa qua thì à, cái sự hỗ trợ về cơ sở vật chất, nhân lực của ngành công an, ngành quân đội trong việc đáp ứng các cái điều kiện về kiểm định xe tham gia đăng kiểm các cái phương tiện dân sự khi được sự chấp thuận của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an cũng rất quan trọng. Chúng ta có thể như vậy thì sẽ tạo được cái nguồn lực rất lớn để có thể huy động vào trong việc là thực hiện cái công tác đăng kiểm đối với phương tiện dân sự. Và thứ ba, về quy định đơn vị bảo hành, bảo dưỡng phương tiện cơ giới đường bộ thì các đơn vị mà bảo dưỡng, bảo hành và chính hãng của nhà đàn sản xuất hoặc các đơn vị mà bảo dưỡng khác thì cũng phải có các cái mối chia sẻ cơ sở dữ liệu với nhau để đảm ứng đảm bảo được cái công tác mà thực hiện các cái đăng kiểm một cách tốt hơn. Thì với cái nội dung mà dự thảo sửa đổi cái nghị định 139 mà đang được bộ giao thông vận tải tham mưu cho thủ tướng chính phủ à, theo như dự thảo hiện nay thì tôi cho rằng là nội dung đã à, bao trùm được khá đầy đủ trong ba cái lĩnh vực chủ yếu đó là quản lý nhà nước đấy, đó là tăng cường nhân lực cơ sở vật chất đó là quy định các cái điều kiện đối với đơn vị sửa chữa bảo hành phương tiện cơ giới đường bộ theo như là các nước thì cái việc mà thời gian cái chu kỳ đăng kiểm thì đến đến các cơ sở đăng kiểm thì cái việc căn cứ vào cái lịch cái chu kỳ bảo dưỡng của phương tiện cũng được rất chú trọng và nếu thực hiện đúng cái chu kỳ bảo dưỡng thì cái việc đăng kiểm rất là nhanh chóng và thuận lợi như các nước ở châu Âu và Mỹ họ vẫn thực hiện. Thì đây là một cái điểm đổi mới rất là lớn trong cái việc sửa đổi cái nghị định 139. Và tôi cho rằng là khá toàn diện và được Bộ Giao thông cũng như là các cơ quan có liên quan chuẩn bị một cách rất là kỹ càng. Đảm bảo khi phương tiện tham gia giao thông là phải đảm bảo an toàn. Cũng như góp phần thúc đẩy xã hội phát triển, ứng dụng công nghệ tốt hơn, giảm thiểu cái thời gian, chi phí về mặt thời gian cho người dân, doanh nghiệp và tháo gỡ tất cả các khó khăn vướng mắc hiện nay. vâng ạ. Xin cảm ơn tiến sĩ Phạm Hoài Trung đã chia sẻ, đã phân tích về những cái vấn đề mà được người dân rất là quan tâm hiện nay liên quan đến đăng kiểm xe cơ giới ạ.